Em An Nguyễn xin chào chị em khách hàng. Em có soạn một mớ dụng cụ đồ nghề cho mấy anh chị ha. Thì em soạn một set nó gồm rất là nhiều và rất là đủ đồ luôn cho mấy anh chị đây ha. Thì set này là set gần như là full đó, mua về cái là xài luôn đó. Thì cái set này tổng cộng của nó là 3 kg mấy anh chị ha, gồm có một cái khóa dây nè ha, để mình khóa xe nè ha, tua vít dẹp, tua vít ba ke mỗi thứ 2 cây nè, tua vít di ba ke và tua vít dẹp và một tua vít đóng ha, mỗi thứ 1 cây 1 cây 1 cây nè, 2 cây dũa, 1 cây sơ cua và 1 cây để mình xài nè ha, có cha cán đầy đủ luôn. Rồi một cái cờ lê ha, một cái cờ lê vòng miệng số 22 và một cái cờ lê vòng miệng số 21. Một cái mũi đục bê tông phi 22 sản xuất tại Pháp, một cái cầu cỏ chưa tra cán, một cái chốt cửa ha. Và ở đây nó có 4 mũi khoan bê tông, mũi gài ha, rất là xịn luôn, phi 8 nè. Rồi ở đây nó có thêm 3 cái bào bướm nè ha, là 4 cây dũa ha, 4 cây dũa ba cạnh đó, 4 cây dũa ba cạnh. Rồi ở đây nó có 2 cái đầu khẩu phi 16 và 1 cái sủi ha, để cho anh em mình sủi những cái ron gạch hay là sủi những cái keo rồi đó. Đó. Rồi, nguyên set này tổng cộng nó là khoảng 3 kg ha, và giá của nó là 420.000. Rồi anh chị em nào lấy thì nhắn tin cho em ha, tên, địa chỉ, ghi ship cho anh một cái set đồ nghề số 001 ha, là em biết ha, 420.000 mà có được bao nhiêu đây luôn. Thì cái set này là set 001 nha, cứ nhắn tin cho em này là em hiểu à. Rồi, nhắn qua Zalo cũng được, hoặc là nhắn tin qua số điện thoại ha, 0914466462. Đó, rồi ghi là ship cho anh set đồ nghề 001 là em biết là set này, và giá của nó là 420.000 ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.